Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú, các anh chị và các bạn là người mới đến xem Giá Lúa Gạo hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like, ấn vào cái chuông để cô chú, các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Thông tin Giá Lúa Gạo hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024. Giá lúa gạo hôm nay ngay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh giảm với lúa tại các địa phương nguồn lúa ít, đa phần lúa đặt cọc và chờ cắt. Trên thị trường lúa hôm nay ghi nhận tại các địa phương như An Giang, lúa cao hơn ở khu vực khác, chất lượng lúa đẹp tại Long An, giao dịch lúa đều. Nông dân chào giá bán khá nhiều, lúa 25 đến 40 ngày nữa mới cắt. Tại Cần Thơ, lúa bắt đầu vào vụ, giá lúa bình ổn, nhu cầu mua lúa khá. Cụ thể cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, lúa Đại Thơm 8 dao động quanh mốc 7.600 đến 7.800 đồng một ký, giảm 100 đồng trên một ký. Lúa OM18 ở mức 7.600 đến 7.800 đồng, giảm 200 đồng trên một ký. Cũng theo đó, thị trường nếp ghi nhận không điều chỉnh so với ngày hôm qua. Nếp đùm 3 tháng khô giữ nguyên giá với giá 8.800 đến 9.200 đồng trên một ký. Tương tự, 9.500 đồng đến 9.700 đồng trên một ký là giá bán được áp dụng với nếp khô Long An. Theo ghi nhận tại các kho gạo ở Kiên Giang, kho mua chậm, giao dịch ít lai rai. Các địa phương như Đồng Tháp hôm nay kho gạo mua gạo OM380 nhiều hơn. Các loại gạo bình ổn, giao dịch ổn định. Một số kho nâng mức giá 50 đồng mua gạo xô, loại gạo IR504 và gạo đẹp OM18. Trên thị trường gạo, giá không điều chỉnh so với ngày hôm qua. Tại các chợ lẻ, giá gạo có điều chỉnh, hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết ở mức 30.000 trên 1 ký. Gạo Zmin 18.000 đến 20.000 đồng trên 1 ký. Trên thị trường xuất khẩu hôm nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có điều chỉnh. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 100% tấm ở mức 473 USD trên tấn, giảm 2 USD trên 1 tấn. Gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện ở mức 570 USD trên 1 tấn. Gạo 25% tấm ổn định ở mức 549 USD trên 1 tấn. Với nguồn gạo dồi dào và phụ phẩm, lúa gạo của Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để trở thành hình mẫu về kinh tế tuần hoàn xanh và bền vững. Đây được xem là giải pháp tiềm năng giúp nâng cao giá trị của ngành lúa gạo, đồng thời tạo ra năng lượng sạch bền vững. Giá gạo nguyên liệu hôm nay như sau: gạo IR504 ở mức 10.600 đến 10.800 đồng một ký, giá ổn định. Gạo thành phẩm IR504 12.650 đến 12.750 đồng trên một ký. Giá tấm IR504 ở mức 9.700 đến 9.800 đồng trên 1 ký. Giá cám khô 7.050 đến 7.100 đồng trên 1 ký. Giá lúa gạo hôm nay ở mức 7.200 trở lên tùy theo chủng loại và thời điểm cắt. Giá lúa ở Kiên Giang XT21 tươi 7.900 đến 8.100 đồng trên 1 ký. IR50404 tươi 7.500 đến 7.700 đồng trên 1 ký. OM18 tươi 7.700 đến 8.000 đồng 1 ký. OM5451 tươi 7.700 đến 7.900 đồng 1 ký. Nàng Hoa tươi 7.700 đến 8.000 đồng trên 1 ký. Tiếp theo là lúa VD20 7.600 đến 7.800 đồng 1 ký. Tài Nguyên tươi 7.400 đến 7.700 đồng 1 ký. Nếp tươi 7.600 đến 7.700 đồng 1 ký. RVT tươi 7.300 đến 7.600 đồng 1 ký. Lúa Nhật tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 ký. Zmin tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 ký. Giá lúa tại An Giang OM5451 tươi 7.600 đến 7.800 đồng 1 ký. Nàng Hoa Chín tươi 7.700 đến 8.000 đồng 1 ký. Đại Thơm 8 tươi 7.800 đến 8.000 đồng 1 ký. OM18 tươi 7.800 đến 8.000 đồng 1 ký. IR50404 tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 ký. MNL202 tươi 7.300 đến 7.600 đồng 1 ký. Lúa Nhật tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 ký. Nếp tươi 7.600 đến 7.800 đồng 1 ký.
Giá lúa tại Bạc Liêu và Cà Mau OM 34 tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM 5451 tươi 7.600 đến 7.800 đồng một ký. OM 18 tươi 7.800 đến 8.000 đồng một ký. RVT tươi 7.500 đến 7.800 đồng một ký. Tại thơm 8 tươi 7.800 đến 8.000 đồng một ký. HT21 tươi 8.000 đến 8.100 đồng một ký. IR50404 tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Nàng hoa chín tươi 7.800 đến 8.000 đồng một ký. RVT tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. ST24, ST25 tươi 8.000 đến 8.200 đồng một ký. OM380 tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang. IR50404 tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM18 tươi 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM380 tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM34 tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Đại thơm 8 tươi 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM5451 tươi 7.700 đến 7.900 đồng một ký. VD20 tươi 7.500 đến 7.700 đồng một ký. RVT tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Lúa Nhật tươi 7.500 đến 7.700 đồng một ký. XT24, XT25 tươi 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Nàng hoa tươi 7.700 đến 8.000 đồng trên 1 ký. Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long. IR50404 tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM18 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM5451 tươi 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Japonica tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM380 tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Lúa Nhật tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Nàng hoa tươi 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang. IR50404 tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM18 tươi 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM5451 tươi 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Đại thơm 8 tươi 7.800 đến 8.000 đồng một ký. RVT tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. ST21 tươi 8.000 đến 8.100 đồng trên 1 ký. Lúa Nhật tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Japonica tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Sedmin tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM34 tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Nàng hoa tươi 7.900 đến 8.200 đồng một ký. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An. OM18 tươi 7.600 đến 7.900 đồng một ký. OM5451 tươi 7.500 đến 7.800 đồng một ký. Đại thơm 8 tươi 7.700 đến 8.000 đồng một ký. IR50404 tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM380 tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. VNR20 7.500 đến 7.700 đồng một ký. Nếp tươi 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Jasmine tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. XT24, XT25 tươi 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Nàng hoa chín tươi 7.700 đến 8.000 đồng một ký. OM34 tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM4900 tươi 7.500 đến 7.700 đồng một ký. Giá lúa tại Tây Ninh. Nàng hoa tươi 7.800 đến 8.000 đồng một ký. IR50404 tươi 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Đại thơm 8 tươi 7.700 đến 8.000 đồng một ký. OC10 tươi 7.500 đến 7.700 đồng một ký. OM5451 tươi 7.600 đến 7.900 đồng một ký. OM380 tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM34 tươi 7.500 đến 7.600 đồng một ký. OM18 tươi 7.700 đến 8.000 đồng trên 1 ký. Tiếp theo là giá gạo tại các chợ lẻ. Gạo nàng hoa chín 20.000 đồng một ký. Gạo nàng nhen 30.000 đồng một ký. Set min 18.000 đến 20.000 đồng một ký. Gạo tẻ thường 15.000 đến 16.000 đồng một ký. Gạo trắng thông dụng 18.000 đồng một ký. Gạo thơm thái hạt dài 19.000 đến 20.000 đồng một ký. Gạo hương lài 20.000 đồng một ký. Gạo sóc thường 18.000 đến 19.000 đồng một ký. Gạo sóc thái 18.500 đồng một ký. Gạo thơm
Đài Loan 21.000 đồng một ký, gạo thơm Nhật 22.000 đồng một ký. Chân thành cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại video sau.